Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto AI The Rock. Mình là Tuấn Cơm, mình sẽ đồng hành và hướng dẫn mọi người tham gia những sự kiện AI The Rock Mining Giveaway từ những dự án uy tín và chất lượng trên thị trường crypto. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện AI The Rock đến từ dự án Vastoro. Tham gia về sự kiện này, mọi người sẽ nhận được là 1.000 token có ký hiệu là VAID. Và sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Và sự kiện này là một sự kiện random 5.000 sắc may mắn. Rồi sau đó mọi người click vào start. Tiếp theo mọi người tiến hành giải mã cáp treo. Và để tham gia vào sự kiện này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Sau này rap. Tiếp theo mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ trang mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ song group và channel dự án trên Telegram. Rồi sau đó mọi người tiến hành xác thực. Rồi mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter. Rồi sau đó mọi người tiến hành like về Rewish và bot và ăn thị bên người bạn của mình. Tiếp theo mọi người tiến hành tham gia Discord. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào Submit My Data. Đơn. Sau đó mọi người tiến hành gửi profile link Twitter. Rồi mọi người tiến hành gửi tài khoản Discord username. Cuối cùng mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain. Mọi người có thể sử dụng lời ví MetaMask hoặc có thể sử dụng ví Chuck Wallet. Rồi sau đó mọi người click vào account để kiểm tra thông tin tài khoản của mình trên support. Vậy nên mình đã hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện AirDrop đến từ dự án Vastoro. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc mọi người sẽ may mắn nhận được phần thưởng từ dự án này. Đồng thời mọi người nhớ để lại một like và một comment để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn mọi người.